Chào các bạn, trong phần video hôm nay thầy tiếp tục thực hiện chương trình khóa học lớp 11 sách mới và tài liệu thầy soạn dùng chung cho cả ba bộ sách nha. Chương đang thực hiện chính là chương 4 Hero Carbon. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chuyên đề 4 các dạng bài toán dưới đây, đặc biệt cụ thể hôm nay đó là bài tập hero hóa alken và hero hóa alkin. Thì đây là dạng bài tập tương đối khó nha. Nhiều em đọc đề thì rất là khó hiểu. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết cái dạng bài tập này. Thì trước khi vào hướng dẫn chi tiết và bài tập, thầy cũng nhắc lại đây là tài liệu thầy soạn theo kiểu chuyên đề và đây là cái cuốn tài liệu của chương 4. Mỗi chương như thế này thầy sẽ soạn cho chúng ta một cái cuốn tài liệu gồm file đề và file đáp án. Cái này là in ra file đề nè, file đề nha. Thì thầy giới thiệu sơ lược cho chúng ta, em nào muốn nhận tài liệu thì liên hệ thầy. Chương 4 thì có hai file, một file đề, một file bài giải, chương nào cũng gì hết. Chúng ta em nào mà tự học đó thì chúng ta nhận tài liệu và chúng ta in ra chúng ta tự học. Đây là file đề, file đề 116 trang của chương 4, gồm tóm tắt lý thuyết, có sẵn tóm tắt lý thuyết này, tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm đầy đủ cho chúng ta hết. Bài tập tự luận và tập trắc nghiệm. Đây là file đề đó. Còn đây là file bài giải, có lời giải chi tiết cho chúng ta. Bài giải chi tiết cho chúng ta thì chúng ta nhận về chúng ta giải thôi. Như làm sao để nhận tài liệu? Đó là liên hệ thầy để nhận tài liệu trong một năm học. Và đặc biệt được thầy giúp đỡ nghe. Có nghĩa cái này thầy giúp đỡ, cái nào không hiểu đó. Thì khi chúng ta tự học thì đa phần chúng ta sẽ xem trên mạng. Nhưng mà cũng có những câu hỏi chúng ta lan man không biết hỏi ai. Thì đây, đây thầy sẽ giúp cho chúng ta. Rồi trở lại vấn đề thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chuyên đề 4, các dạng bài toán dưới đây. Cụ thể hôm nay là bài tập hero hóa alken. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết cái dạng bài tập này. Thì đối với bài tập hero hóa alken cũng như alkin thì ở đây thầy chỉ xét alken trước thôi, thì alkin nó tương tự ha. Thứ nhất là đó là alken cộng hero, thì đây là chính là tập hero hóa alken. Thì cái phương trình tổng quát nó đơn giản thôi, đó là CnH 2n cộng hiđro xúc tác niken nhiệt độ, thu được là CnH 2n cộng 2. Hay nói khác, chúng ta có thể ghi thành cái dạng như này, đó là alken cộng hiđro, thu được là alkan. Thì nhìn cũng vẫn bình thường như thế này, nhưng nó sẽ có một số trường hợp ở đây, có hai trường hợp lớn đó là phản ứng hoàn toàn và phản ứng không hoàn toàn. Phản ứng hoàn toàn khi ghi thì nó phức tạp lắm, nhưng khi làm bài tập thì chúng ta không xét tới mấy cái này đâu, dễ hơn nhiều ha. Nhưng mà thì giảng cho chúng ta nắm. Thì đối với phản ứng hoàn toàn là chia thành ba trường hợp nhỏ trong đây. Thứ nhất là trường hợp 1 là phản ứng vừa đủ, giống như phản ứng trung hòa vậy đó. Vừa đủ. Thì đối với phản ứng vừa đủ ở đây thì lúc này alken hết, hiđro cũng hết. Đó là alken hết, hiđro cũng hết. Đây là trường hợp rất là lý tưởng, dễ nhất. Thì lúc này sản phẩm chỉ gồm có alkan. Đây là trường hợp dễ nhất. Trường hợp 2 đó là phản ứng hết, nhưng lúc này một trong hai thằng hết. Vì lúc này trường hợp 2 đó là alken hết, hiđro dư. Thì lúc này sản phẩm chắc chắn sẽ gồm sẽ có alkan tạo thành và hiđro dư. Trường hợp 3 đó là hiđro hết nha, và lúc này alken dư, thì sản phẩm nó ngược lại thôi, vì sản phẩm lúc này sẽ gồm là alkan và alken dư. Thì đó là phản ứng hoàn toàn. Nhưng mà
hầu hết các phản ứng hero hóa này là không hoàn toàn, có nghĩa là bạn đặt tinh tay cho hiệu sức đó, nó khác là phản ứng không hoàn toàn. Không hoàn toàn thì dấu hiệu của không hoàn toàn này là người ta sẽ cho hiệu sức hoặc là kêu tính hiệu sức à. Cho hiệu sức hoặc là kêu tính hiệu sức. Vậy phản ứng không hoàn toàn này là sao? Có nghĩa là khi anh Ken cộng hero à, phản ứng đang xảy ra giữa chừng chúng ta cho nó ngừng ngang à, thì lúc này phản ứng không hoàn toàn. Thì lúc này đây là trường hợp mà cái sản phẩm thu được à, gồm có chắc chắn có anh Ken tạo thành à, tại vì phản ứng tạo thành anh Ken, có cả anh Ken dư, có cả anh Ken dư và có cả hero dư. Thì ở đây thầy chỉ xét cho anh Ken thôi à, đối với anh Ken cũng giống hệt thôi, không khác gì hết à, cũng có mấy trường hợp để trang gì hết nên thầy không có ghi lại nữa nha à, vậy là anh Ken giống như thế này. Vậy là quan trọng chỗ cái bí kíp đây, cái bí kíp khi chúng ta làm đây quan trọng nhất là cái này. Vậy là cái bí kíp đầu tiên chúng ta nắm nó làm gì làm, đó là cái bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng cho dù phản ứng hoàn toàn hay không hoàn toàn như thế nào nữa, thì ở đây thầy gọi chung hai cái chung cái phản ứng này lại như thế này. Cho dù hoàn toàn hay không hoàn toàn nữa thì từ cái ít à, từ thằng ít nó tạo thằng y à, có thể là hỗn hợp ít à, hỗn hợp ít này tạo cái hỗn hợp y hoặc là một y không thì ít y. Thì ở đây thì bảo toàn khối lượng thầy sẽ được là m ít bằng m y. Thì ở đây chúng ta suy ra giống như cái bài tập racking nha, bài tập racking hôm trước thầy chỉ đó cũng giống tương tự như vậy. Thì từ mà ít à, từ mà ít và mà y này chúng ta thế vào chúng ta sẽ được như này, đó là m ít sẽ bằng mon ít nhân m lớn ít à, m y sẽ bằng mon y nhân m lớn y à. Thì từ biểu thức này thầy sẽ suy ra được cái bí kíp thứ hai à, bí kíp thứ nhất là cái này nè, mình sẽ suy ra được bí kíp thứ hai luôn à, đó là đem này vào chia, đem này vào chia, vậy chúng ta sẽ được là m ít chia m y, m lớn y đó nó sẽ tỷ lệ nghịch với là n y chia n ít. Đây là cái bí kíp thứ hai để chúng ta làm bài tập và sử dụng rất nhiều cái bí kíp này nha, và sử dụng rất nhiều. Sử dụng như thế nào thì nếu mà em nào chưa có coi hình dung, chúng ta không hình dung được xài như thế nào đâu. À, quan trọng là xem tí xíu thầy vận dụng thầy giải như thế nào. Cái bí kíp thứ ba đó là khi anh Ken phản ứng cái tỷ lệ này, chúng ta sẽ thấy ở đây số 1, ở đây số 1, ở đây số 1, chúng ta cộng 2 này lại chúng ta sẽ được số 2 à, vậy là 2 trừ 1 nó sẽ ra 1, nó chính bằng mon hero phản ứng à, hay nó khác là mon ít trừ mon y ra 1 chính là mon hero phản ứng. Vậy chúng ta sẽ được là mon ít trừ mon y sẽ bằng mon hero phản ứng nha. Mon hero phản ứng. Và mon hero phản ứng này nè, chính bằng mon anh Ken luôn. Bằng mon anh Ken phản ứng. À thì đó chúng ta lưu ý. Riêng đối với anh Ken à, lưu ý đối với anh Ken thì mon ít. Mon ít trừ mon y thì nó cũng bằng mon hero phản ứng luôn, nhưng lúc này nó không có bằng mon của anh Ken phản ứng. Chúng ta lưu ý chỗ này, chuyện đó với anh Ken thì lưu ý chỗ này thôi. Rồi bí kíp thứ tư để chúng ta vận dụng giống như bên bài tập racking hôm trước chúng ta có làm đó, là khi đề bài người ta cho đốt y thì chúng ta xem như đốt ít hoặc đốt ít xem như đốt y, tùy theo độ phức tạp của nào đó chúng ta lựa, nào đơn giản đó chúng ta làm à. Chẳng hạn như đề bài ra hỗn hợp y rất gồm rất nhiều chắc trong khi ít rất ít chắc, thì lúc này chúng ta quy đổi coi như là đốt ít cho nó dễ hơn à, nếu hỗn ít rất nhiều chắc
nhưng mà chúng ta có dữ kiện y thì chúng ta xem dữ kiện y cho dễ hơn. Thì lúc này do bảo toàn nguyên tố đó, cái này gọi là bảo toàn nguyên tố đó nha. Thì lúc này chúng ta nói như này, đốt ít nha. Và đốt y là như nhau. À, đốt ít xem như đốt y và ngược lại cũng là nó đó. Đốt ít và đốt y là như nhau. Thì đây là cái phần bí kíp, và sau đó thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thì chuẩn bị sẵn cho chúng ta 10 cái câu trắc nghiệm. À, thầy sẽ hướng dẫn giải trực tiếp. Rồi, bắt đầu. Rồi, bài tập đầu tiên đó là hỗn hợp ít. À, hợp ít gồm có 3 chất khí. À, thì có cả ankin trên đây, 2 cái ankin, nhưng mà đừng có quan trọng. Đối với dạng này thì chúng ta lưu ý chúng ta không giúp phương trình nha. Ở đây thì đa số thầy sẽ không giúp phương trình, tùy ra một số vô cái đặc biệt chúng ta biết cho chúng ta xem thôi. Rồi, biết tỷ khối của ít so với y bằng 0.75. À, cái này cho mol phía trước nè, mol ít có luôn nè, như đề bài thì sẽ tóm tắt như thế này nha. Mol ít có rồi nè, mol ít sẽ bằng là 0.486 trên phân tử là 0.4 nha. Nghe đây đề bài người ta cho mình xử lý thôi. Cái dữ kiện thứ hai đó là người ta cho tỷ khối của ít, tỷ khối của ít so với y bằng 0.75. Vì cái tỷ khối là gì? Tỷ khối chính là m lớn của x chia m lớn của y bằng 0.75. Mà nãy theo cái bí kíp của thầy chỉ, mình lấy ra cho chúng ta xem. Đây, m lớn của x chia m lớn y đây, nó tỷ lệ nghịch với số mol. À, chúng ta xài bí kíp này, vì chúng ta sẽ được là m lớn x chia m lớn y 0.75 này nó chính bằng là mol của y chia mol của x. Mà chúng ta có mol x rồi. À, vậy chúng ta lúc này chúng ta suy ra mol y bằng 0.75 nhân mol x. 0.75 nhân mol x là 0.4. À, vậy chúng ta bấm ra 0.75 nhân 0.4 sẽ bằng là 0.3 mol. À, vậy là 0.3 mol. Chúng ta có mol y bằng 0.3 mol. Đề bài hỏi mol hydro phản ứng, tiếp tục chúng ta xài cái bí kíp. À, bí kíp này thầy đã chứng minh là nãy chỉ rồi đó nghe. Người ta hỏi mol hydro phản ứng rất là dễ thôi. Vậy là mol sigma mol hydro phản ứng sẽ bằng mol x trừ mol y bằng 0.4 trừ 0.3 bằng 0.1. Đáp án C. Rõ ràng khi chúng ta xài bí kíp thì nó rất là dễ nha. Còn nhiều em mà không có biết gì hết trơn, cứ cắm đầu vô viết này phản ứng như này, thằng này phản ứng như này, rồi không biết nào như không biết như nào chứ. Thì tóm lại là bài tập này rất là khó, cực kỳ khó nha. Nếu chúng ta viết phản ứng gọi x mol y mol a mol b mol gì đó, thì lúc này chúng ta sẽ không hình dung được như thế nào đâu. Rồi tiếp tục, hy vọng qua cái phần giải mấy cái câu trắc nghiệm này chúng ta sẽ nắm rõ hơn cái phương pháp này. Tiếp tục câu số 2. Hỗn hợp ít gồm một anken và một hydro. Ít tỷ khối của ít này so với heli là 3.33. Cho ít niken gì đó thu được hợp y tỷ khối luôn. Vì đề bài này chúng ta xử lý dữ kiện này, chúng ta sẽ được m lớn ít, tỷ khối của ít so với heli, heli là 4. Vậy là chúng ta lấy 3.33 chúng ta nhân 4. 3.33 nhân 4 sẽ bằng 13.32. 13.32. Và chúng ta tính được luôn là m lớn của y. M lớn của y sẽ bằng là 4 nhân 4 tỷ khối của... cái này là y em. 4 nhân 4
bằng 16. Thì đối với những bài mà hỗn hợp ban đầu người ta không cho mol, hỗn hợp phía trước không cho mol, thì chúng ta cứ mạnh dạng chúng ta chọn mol hỗn hợp ít ban đầu đó là 1 mol, luôn luôn đúng nha. Rồi vậy thì chỉ chọn mol ít bằng 1 mol. Đối với những bài mà không cho đó nghe, cứ chúng ta cứ chọn 1 mol thì là sẽ làm thoải mái thôi. Vậy lúc này ta có theo cái kiếp m lớn x chia m lớn y sẽ bằng n y chia n x, mà n x bằng 1 nữa, chúng ta chọn 1 nè. Vậy lúc này chúng ta suy ra được n y bằng m x chia m y bằng 13.32 chia cho 16. 13.32 chia 16 chia 16 0.8325. Máy tính thì nó bị đứt mực nha, nó bị đứt nét. 0.8325. Vậy là 0.8325. Rồi tiếp tục chúng ta áp dụng bí kíp thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tính được mol hydro phản ứng. Mol hydro phản ứng nó sẽ bằng là mol x trừ mol y. Vậy sẽ bằng 1 trừ 0.8325. Rồi, vậy lúc này sẽ bằng là 0.1675. Rồi, chúng ta được mol hydro phản ứng. Và mol này nó chính bằng mol của anken phản ứng luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng bình thường thôi. Rồi giờ chúng ta được cái hỗn hợp X. Vậy chúng ta sẽ được là MX. MX lúc này sẽ bằng M Hero cộng với M của Anken. M Hero này là M Hero ban đầu nghe mấy em, ban đầu. Rồi cái này thì nãy thì quên Sega. Mon Hero ban đầu luôn luôn bằng mon của Y nghe mấy em. Cái này bằng mon của H ban đầu nè. Đó đây là cái mẹo để chúng ta làm nhanh rồi đó. Vậy là bằng 0.8325 nhân 2 cộng Anken. Anken chúng ta đang tìm. Anken đang tìm là 14 n mon Anken đây, mon Anken này 0.1675 và mx bằng số mon x nhân mà lớn x, vậy sẽ bằng là 13.32. rồi thì thầy bấm ra thì giải cái này ra, cái này khó bấm xếp show đây cho nó nhanh còn lẹ. Vậy là 13.32 chúng ta trừ cho cái cục này 0.8325 nhân 2 bằng, chúng ta chia cho 14, chúng ta chia tiếp cho 0.1675. Ê thầy bấm nhầm gì rồi, 13.32 trừ 0.8325 nhân 2 bằng chia cho 14, chia tiếp cho 0.1675 bằng 4.99 mấy là bằng 5. N bằng 5. N bằng 5. Vậy chúng ta chọn đáp án là câu D, C5HM. Rồi, tiếp tục. Trong quá trình thầy giải mấy em không hiểu gì cứ để lại thắc mắc nha. Thầy, và đặc biệt khi để thắc mắc thì mấy em nhớ là mấy em xem ở phút thứ mấy để thầy dễ xem nha. Rồi câu 3. Hỗn hợp X gồm hydro và CH4 có tỷ khối so với heli, đây là độ mà lớn X đây. Nung hồi được Y. Y này không biết gì kể đó. Có tỷ khối luôn gì có mà lớn luôn. Thì chúng ta tương tự bài trên thôi, M lớn X bằng 3.75 nhân heli là 4. Để chúng ta bấm nha.
M lớn Y bằng tỷ phối so với heli là 5, vậy 5 nhân 4 dưới đây bằng 20 nè. Ở trên đây bằng nhiêu ta? 3.75 nhân 4 15. Rồi. Hỗn hợp ban đầu mà không cho số mol thì chúng ta cứ chọn đi. Chọn số khác cũng được các em. Chọn mol thôi, ít ban đầu là 1 mol. Đó. Rồi tiếp tục áp dụng bí kíp thôi. M lớn X chia M lớn Y bằng NI chia NX, NX 1 vậy Sigma mol Y. Chúng ta làm một hồi nó sẽ có cái khuôn trang nhau. À, này 1 rồi. Vậy là NI đây bằng này chứ này bằng 15 chia 20. Hình như bằng 0.75, bấm đi cho chắc ăn. 15 chia 20. Ừ, đúng rồi, 0.75. Chưa? Rồi tiếp tục bí kíp nữa. Chúng ta sẽ tính được mol hydro phản ứng bằng 0 bằng mol X đi thì ghi là phép bằng mol X trừ mol Y bằng 1 trừ 0.75 bằng 0.25 nha. Và cái bí kíp luôn, đáng lẽ chúng ta tính trừ ra hồi chúng ta mới tính được mol ban đầu đó, vì chúng ta xin đi mol hydro ban đầu đúng bằng mol Y luôn nha. Mol hydro ban đầu bằng 0.75 nha, đáng lẽ phải trừ cộng lại đó, nhưng cái mẹo nó bằng này luôn. Vì mol hydro ban đầu bằng 0.75. Rồi bây giờ chúng ta coi chúng ta tính hiệu suất như thế nào đây. Vì còn dữ kiện này chúng ta chưa tính, do đó chúng ta phải tính chỗ này. Đó là chéo đây nhỏ đây nha. Thì làm đường chéo để tìm số mol được thẳng đây. Hydro là 2, cái này là đường chéo nha, đường chéo để theo tìm mol được thẳng ra. Hydro là 2, C2H4 là 28. M trung bình của X đã cho là 15. 28 trừ 15 được 13. 15 trừ 2 được 13 luôn. Vì hai thằng này tỷ lệ là 1:1. Mol hỗn hợp là 1 mol, vậy Siga hai thằng là đều là 0.5. Vậy là mol hydro là 0.5 bằng với mol của anh Ken C2H4. Rồi như vậy người ta kêu tính hiệu suất. Vì hiệu suất lúc này chúng ta tính tại hydro nó dư nha, chúng ta tính theo mol của anh Ken. Vì hiệu suất mol anh Ken phản ứng bằng 0.25 nè, 0.25 chia mol anh Ken ban đầu là 0.5 nhân 100 bằng 50%. Anh hydro dư nha mấy em. Rồi, câu C. Rồi tiếp tục. Bài số 4. Chúng ta xem giải một hồi chúng ta sẽ thấy nó có một cái khuôn khổ y chang như vậy thôi. Rồi hỗn hợp hai thằng nữa, có mà lớn. Rồi chúng ta sẽ được tỷ khối của X so với hydro. Vì chúng ta tính được M lớn X bằng 4.25 nhân 2 sẽ bằng là 8.5 nha. Cũng chọn hỗn hợp ban đầu chưa có mol thì chúng ta cứ chọn luôn. Chọn mol X bằng 1. Rồi có mà trung bình làm đường chéo giống như đây nãy nè. Nãy thầy làm nhỏ quá, thầy ghi dưới đây cho chúng ta lớn như thế nè. Hydro M lớn 2, C2H4, M lớn là 28, M trung bình là 8.5, chéo lớn chừng nhỏ, chéo lớn chừng nhỏ nghe, đừng chéo. 28 trừ cho 8.5, hình như là bằng 19.5, cái này là trừ cho được là 6.5. Rồi thầy bấm hai này có tỷ lệ mấy mấy. 19.5 chia 6.5 vậy tỷ lệ là 3:1. Hydro dư nữa đó, 3:1 mà có 1 mol, 3:1
Nên vì lúc này chúng ta có thể suy ra được mol của Hiro là 0.75 nha. Mol của C2H4 bằng 0.25. Và để tiếp tục Hiro dư nha. Rồi do hiệu sức là 75%. Hiệu sức 75%, chúng ta làm nhanh sơ đồ luôn. Khỏi giúp phản ứng. Do hiệu sức 75% nó phản ứng theo mol này mol nhỏ. Vì lúc này là mol của C2H4 dư. Nó phản ứng 75% thôi, nó còn dư là 25%. Và tập có hiệu sức là dư cho em em. Vì chúng ta bấm là 0.25. Chúng ta nhân cho 0.25 luôn là 25% đó. Vậy là 0.0625. 0.0625. Mol của Hiro vẫn dư luôn. 0.75 nhân 0.25 là 25% đó. 0.1875. 0.1875. Được chưa? Và chúng ta tính được mol của C2H6 tạo thành luôn. C2H6 tạo thành nó phản ứng 75% của này. 0.25 nhân cho 0.75 là 75%. 0.1875. 0.1875. Rồi đây là một cái hướng đi. Tới đây chúng ta có thể dễ dàng tính được tỷ khối của Isuzu Hiro. Vì đây là hướng thứ nhất. Tỷ khối của Y so với Hiro đó là chúng ta tính được M lớn của Y chia 2, mà M lớn của Y sẽ là bằng M của Y chia mon Y. Chúng ta chia cho 2 thì chúng ta sẽ được. Cách này thì chúng ta tính hơi lâu hơn tí xíu. Đây là một hướng nha. Hướng này chúng ta có thể tự chúng ta làm được nè. Rồi như thầy chỉ cái hướng thứ hai để chúng ta làm theo các bạn chúng ta. Như vậy chúng ta tính tới đây rồi, chúng ta tính được cái mol của y. Mol y thì luôn luôn bằng mol mol x đó, trừ mol hero đó. Rồi mol y sẽ bằng công thức chúng ta đó, sẽ bằng mol bằng mol x là 1 nè, trừ cho mol phản ứng. Mol hero phản ứng sẽ bằng là 0.25 nhân cho 75%. Rồi chúng ta bấm này ra. 1 trừ cho 0.25 nhân 0.75 sẽ bằng 0.8125. Cách này nhanh hơn cách trên em, 0.8125. Cách này thì chúng ta tính thời gian tí xíu. Rồi tới đây tiếp tục áp dụng cái bí kíp chúng ta nữa. Đó là M lớn X chia M lớn Y sẽ bằng mon Y chia mon X. Chúng ta có hết trơn mon Y mon X, chúng ta có M lớn X rồi. Chúng ta suy ra M lớn của Y bằng M lớn Y nè. Thì dục lên nha. Hoặc là chúng ta bấm ship show đây, thì chị bấm ship show luôn. Một số em là không biết bấm ship show. M lớn X là 8.5 nè, 8.5. M lớn Y chúng ta đang tìm nè, tìm là X nè, bằng nè mon Y nè, mon Y chúng ta tính được là 0.8125 nè, chia mon X, mon X là 1. Đó, chúng ta khỏi chia đi. Rồi ship show bằng 10.46. 10.46 câu B nha. 10.46 đáp án B. Rồi đó là cái cách chúng ta làm được 4 bài đó. Mấy bài sau vẫn tương tự thôi, nhưng mà mỗi bài sẽ có một cái cách giải khác nhau. Nhưng mà trên cơ bản là trên cái nền tảng là cái bí kíp của mình.
Không bài nào giống bài nào đâu nha. Rồi bài 5, hỗn hợp ít chứa hiro. Và hai em can kế tiếp nhau, hai em can kế tiếp nhau của những bộ can thì bình thường thôi. Biết tỷ khối của ít so với hiro. Đây em lớn ít bằng 8.3 nhân 2 bằng 16.6. Thu hồi được y. Hồi tỷ khối của y đây có luôn. M lớn y bằng 8.3 nhân 2 8.3 chia 6 83 phần 6 nhân 2 bấm có bằng bao nhiêu? 83 chia 6 rồi nhân cho 2 ra số lẻ mấy em ơi, 27.3. Chúng ta để phân số làm nghe, 83/3 nghe, 83/3. Rồi để phân số làm nghe, 83/3. Hỗn hợp ban đầu chia cho số mol thì chúng ta cứ gọi mol hỗn hợp ít bằng 1 mol. Cũng vô khuôn nữa nghe. Rồi cũng áp dụng bí kíp. M lớn ít chia M lớn y bằng mol y chia mol ít Siga mol y bằng hiệu hai quỹ này 16.6 chia 83/3 bằng 16.6 chia nhân đảo, vậy là nhân cho 3 chia cho 83 bằng 0.6 mol. 0.6. Rồi chúng ta cũng vẫn biết kiếp Siga mol hiro phản ứng bằng mol ít trừ mol y bằng 1 trừ 0.6 bằng 0.4 mol. Cũng bằng 0.4 mol. Và mol hiro ban đầu nhanh gọn lẹ bằng mol y 0.6 mol. Rồi đề bài người ta yêu cầu xác định công thức phân tử. Rồi tới đây chúng ta làm đường chéo nha. Đường chéo. Rồi chúng ta có hiro là 2. Chúng ta có anken thì gọi nó là anken là M. M trung bình của hỗn hợp này là 16.6. 16.6 lớn trừ nhỏ, vậy là 10 M trừ 16.6 dưới đây sẽ được là 14.6. Tỷ lệ này chính là bằng tỷ lệ mol. Mol hiro chúng ta tính ra được là 0.6. Mol anken nó chính bằng mol hiro phản ứng bằng 0.4. Rồi tới đây chúng ta bấm xếp show cho máy nó giải đi nghe. Rồi như vậy chúng ta sẽ được là phân số ít trừ 16.6 trên 14.6 bằng 0.6 chia 0.4 xếp số bằng 38.5. Vì tới đây chúng ta suy ra được là M trung bình đó, hỗn hợp là trung bình nha, 38.5. Khi giải chúng ta không để trung bình cho nó gọn, nhưng mà kết quả là 38.5. Thì 38.5 này là giá trị trung bình của hai cái nào thì giá trị khoảng giữa. Nếu mà không biết thì chúng ta cứ chia cho 14 để ra được trung bình. Chia 14 là 2.75. Có nghĩa là C2, C3, nghĩa là hai đáp án này. Được chưa? Và người ta hỏi tiếp thêm đó là phần trăm của hiro trong hỗn hợp ít. Hỗn hợp ban đầu là 1 mol, hiro 0.6 mol thì chiếm 60%. Vậy là câu A. Rồi xong. Tiếp tục câu 6. Tương tự hỗn hợp A gồm ít hiro thu được B. Tỷ khối của A và B so với hiro lần lượt là, cái này AB không mấy tỷ nữa. M lớn A
so với Hero bằng 6, 6 x 2 bằng 12. M lớn B bằng 8, 8 x 2 bằng 16. Hỗn hợp ban đầu chưa cho số mol, chúng ta gọi hỗn hợp ban đầu là A nha, không ít nữa nha. Là 1 mol, tức là chọn nha, chọn. Đó, chọn mol A bằng 1 mol. Tiếp tục bí kíp. M lớn A chia M lớn B bằng mol B chia mol A. Sigma mol B bằng hiệu của hai này. 12 chia 16. Bấm. 12 chia 16 bằng 0.75. Rồi Sigma được mol Hero phản ứng bằng 1 trừ 0.75 bằng 0.25. Nó chính bằng mol của Anken luôn. Vì mol Anken là 0.25 à. Rồi mol của Hero ban đầu, ghi cho dễ thấy. Mol Hero ban đầu bằng cái mẹo này bằng 0.75 à. Mol Hero ban đầu 0.75 mà 1 mol, vì thằng kia còn lại 0.25 à. Như tính đây, như vậy là chiếm thể tích là 25 và 75 câu C. Anken 25, cái này 75. Rồi vậy là nhanh còn lẻ nha. Tiếp tục câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol Anken, thu được 0.2 mol nước. Nếu Hero quá hoàn toàn 0.1 mol Anken này rồi đốt cháy thì thu được mol nước là bao nhiêu à. Anken này không biết, nhưng tôi cho này thì hôm trước cái bài tập đốt cháy Anken đó, thầy có chỉ công thức tính nhanh số Hero đó à. Số Hero bằng 2 lần mol nước chia mol đem đốt. Công thức này luôn đúng cho mỗi chất nha. Có nghĩa chỉ tạo thành nước, không còn Hero chỗ nào nữa đó. Thì chúng ta áp dụng này. Bằng 2 x 0.2 là 0.4, chia 0.1 bằng 4H. Nó có 4H thì bắt buộc nó phải là C3H4 à. C3H4 mà Hero quá hoàn toàn thì sẽ được là C3H8. Mà C3H8 đốt cháy thì sẽ được là 4 nước. À, vậy 0.1 này mol nước số được là 0.4. Câu B. À, câu này dễ nha. Rồi tiếp tục. Còn 3 câu nữa. À, câu cuối cùng khó nhất nha. Nhiều câu như chúng ta đọc vô chúng ta không biết đường làm đâu. Rồi tiếp tục câu 8. Câu 8 thì người ta cho gọi nha. Rồi, câu 8 hỗn hợp ban đầu là C2H2 là 0.06 mol. Hero là 0.04 mol. Hỗn hợp này người ta cho qua Niken nhiệt độ. Niken nhiệt độ. Thì lúc này người ta thu được là cái Y. À. Y này cho qua bình brom. À. Y cho qua bình brom. Thì lúc này người ta thấy là bình brom tăng. À, cái này là bình brom cộng brom. Thì lúc này là bình brom tăng. M bình tăng. Tăng như không biết người ta hỏi mình nè. Và còn lại, còn lại là chất khí. À, khí Z này mol của nó là 0.48, là tương ứng là mol của Z này sẽ bằng là 0.02 mol. À, chim 2.4 nghe mấy đứa. 0.02 mol. Tỷ khối so với oxy người ta cho M lớn của Z rồi luôn là 0.5 nhân oxy là 32. 0.5 nhân 32 là 16. Rồi tới đây chúng ta hình dung được đề bài người ta kêu tính bình brom. Thì tới đây cũng là áp dụng cái bí kíp thôi. Bí kíp đó là cái gì? Đó là không mà biết nè, coi như là ít nha. MX nó bằng MY, mặc dù MY không có, nhưng MY nó tách ra thành hai cái này. Đó là
nó tách ra thành bằng M bình tăng và MZ là dấu cộng. Thằng Y nó tách ra là hai cái này. Rồi nhiệm vụ chúng ta thế vô thôi. Y không có nhưng có X đây. 0.06 nhân 26 của này cộng 0.04 nhân 2 bằng M bình tăng cộng Z. Z không biết cần thiết là gì, có số mol nhưng mà lớn nè. 0.02 nhân 16 rồi suy ra M bình tăng. Đơn giản không? Cực kỳ. Rồi, chúng ta bấm thôi. 0.06 nhân 26 cộng 0.04 nhân 2 trừ luôn 0.02 nhân 16. Sai, bấm lại. 1.32. Chúng ta ra 1.32 đáp án B. Đó. Đơn giản đòi hỏi chúng ta phải có cái kỹ năng giải. Nếu mà chúng ta không có cái kỹ năng giải, coi như chúng ta đọc lại chúng ta không biết gì chứ. Bắt đầu ngồi ghi phản ứng kìa. Đa số nếu mà chúng ta không học phương pháp, chúng ta sẽ ghi phản ứng. Học hết các em như vậy. Rồi tiếp tục chúng ta làm câu 9. Hỗn hợp X gồm Hiro và anh Ken có khả năng cộng HBR cho sản phẩm hữu cơ duy nhất cho một sản phẩm thôi. Tới đây chúng ta có thể lọt đáp án nha. Muốn một sản phẩm có HBR anh Ken thì công thức không phải đối xứng nha. Có nghĩa gắn bên đây, gắn bên đây, đảo qua đảo lại với mặt nhau. Vậy là loại bỏ câu A nè, loại bỏ câu C nè. Gắn đảo qua đảo lại khác nhau, chỉ còn là cái này thôi. Đối xứng nè. Được chưa? Chúng ta gắn HBR nó lại một sản phẩm. Vậy còn C2 hoặc C4. Có nghĩa đề bài chút hồi chúng ta giải cái C2, C4 đúng. Còn ra C tàu lao là 7 nha. Rồi tương tự giống như khuôn nãy thôi. Tỷ khố X nè. M lớn X bằng 9.1 nhân 2 thì khối so với hero nhân 2 bằng 18.2. Y thì khối Y đây. M lớn Y so với hero 13 bằng 13 nhân 2 bằng 26. Rồi hỗn hợp ban đầu không cho số mol, đó là cái bí kíp đó. Chọn mol X bằng 1 mol. Rồi cũng làm y hệt như nãy. Bí kíp MX chia M lớn Y sẽ bằng NI chia NX. Thế vào được NI chính là hiệu hai quỹ này. 18.2 chia 26 bằng 18.2 chia 26 bằng 0.7. Vậy lúc này mol hero phản ứng nó chính bằng 0.3. 1 thì 0.7 đó, 0.3. Và nó bằng mol của anh Ken. Còn mol hero ban đầu. Mol hero ban đầu sẽ bằng 0.7. Rồi tới đây chúng ta áp dụng tiếp, đó là MX bằng số mol X nhân M lớn X. Rồi vì MX sẽ bằng cái này nhân 1, vì sẽ bằng là 18.2 nhân 1 là bằng 18.2 luôn. Mol X nha. Mol X mà hỗn hợp X này chính bằng hero nha, hỗn hợp ban đầu gồm hero với anh Ken. Hero là 0.7 nhân 2. Còn anh Ken chúng ta tìm đó 14N. Mol anh Ken đây là 0.3. Thì cái N bằng bấm 18.2 trừ 0.7 nhân 2 bằng chia cho 14 rồi chia cho 3. Chia 0.3 chứ. 0.3 bằng 4. Vậy chúng ta được câu D. Rồi câu cuối cùng. Câu cuối cùng mà nếu chúng ta không có kỹ năng giải, chúng ta đọc cái đề này chúng ta hết biết được làm luôn. Thấy gì đâu mà một chắc, hai chắc. Có hai chắc phản ứng một hồi ra bốn chắc. Thấy không? Rất là khó nè. Biết đâu biết với phản ứng đâu, biết cỡ nào nói. Rồi bây giờ C2H
H2 nè, giấy hiro nè, thực hiện phản ứng niken nhiệt độ thì người ta thu được cái y, không y gồm 4 chất, đó là C2H4 nè, C2H4 tạo thành đó, C2H2 thì ghi theo kiểu này nghe, C2H2 dư nè, có luôn cả là C2H6 tạo thành luôn, và có luôn hiro dư luôn. Rồi hóm y này người ta cho qua bình brom, thì lúc này thấy thứ nhất là m bình brom tăng, brom tăng đây 21.6 gram, giống câu nãy trên đó, và chất khí khí này nãy trên khí z, khí này không có, khí này có cho dữ kiện đó là mol của hóa học khí này bằng 5.04 chia 22.4 bằng 0.225. tỷ khối số hiro mà lớn của này bằng hiro 8.26. Rồi đề bài người ta hỏi khi đốt cháy y, đây đốt cháy này nè, đốt lên thì hỏi oxy là bao nhiêu, mol oxy cần dùng là bao nhiêu, vẫn sử dụng bí kíp nha, đốt y khó quá coi như đốt ít thì chớ. Rồi đó là hình dung cái đề. Rồi để giải bài này cũng đơn giản thôi, chúng ta áp dụng vào toàn khối lượng giống như nãy, coi như không bắt đầu là ít nha, m ít sẽ bằng mi trang bài nãy nha, m in nó tách ra là hai phần này, đó là m bình brom tăng, từ gamma bình brom tăng chính là này nè, brom hấp thụ cái này nè đó, bình brom tăng cộng với m chất khí, khí chính hàng này quỷ này không bị hấp thụ nè đó. Rồi như vậy chúng ta thế vào chúng ta sẽ được m x bằng bình brom tăng là 21.6, m chất khí này thì chưa cho khối lượng nhưng cho mol mà lớn rồi, vậy là 0.225 nhân 16 bằng 21.6 cộng 0.225 nhân 16 bằng 25.2 gram. 25.2 gram, vậy hỗn hợp này nó sẽ là 25.2 gram, đốt này coi như đốt này, nhưng mà mol hai này bằng nhau nha, có cùng số mol đây, vậy thầy sẽ được, nếu thầy gọi đây là ít, đây là ít mol đó nha, vậy lúc này thầy sẽ được đây, thầy ghi đây luôn nghe cho nó gọn, sẽ này sẽ làm 26 ít, cái này là 2 ít, vậy sẽ ra ít bằng, cho nó gọn luôn, tổng cộng 28 ít, vậy là 25.2 chia 28 bằng 0.9, ít bằng 0.9 mol. Rồi như vậy đốt cháy C2H2 bóc bột khối ghi phương trình đi nghe, cộng oxy phương trình cũng dễ, tạo thành CO2 và nước. Rồi như vậy là ở đây cộng bằng 2, ở đây 5, giờ là 5/2, thằng này là 0.9 nhân 5/2 là nhân 2.5 nhân 2.5 2.25. Hiro vẫn cháy bình thường nha, hiro cộng với oxy tạo thành nước, đây 1/2, hiro là ít 0.9, 1/2 vậy là 0.45, vậy tổng cộng hai này cộng lại vậy là 2.25 cộng 0.45 chính là mol oxy là 2.7. Sigma mol oxy bằng 2.7. Chúng ta nhân 2.4 ra đáp án, nhân 22.4 60.48. Đó. Rồi như vậy đây chính là phần toàn bộ thầy hướng dẫn nha. Cái bí kíp giải bài tập hiro hóa alken cũng như alkin hỗn hợp tân tân lam đây.
Vậy qua phần bài giải này, em nào chưa hiểu cái gì thì cứ để lại thắc mắc, thầy sẽ hướng dẫn thêm chi tiết cho chúng ta. Rồi, thì chào các em.